Bụt thế sổn về. Thế đặt nét cách loa đầu đó thì có chưa là một cách ha. Thế sổn về. Thế sổn, thế sổn về. Thế sổn về. Rất là lớn mà người đi mà xa không bắt nào. Chào tất cả mọi người, một lần nữa chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel People Audio. Thì trước mặt mọi người đây là một combo JBL đang có chương trình khuyến mại rất là tốt của nhà hàng cho xuống. Giá đầu đó là trên dưới 40 một xíu thì đó. Thì với cái tầm giá như vậy, quý vị nào đang có nhu cầu muốn sắm cho mình một bộ karaoke tại nhà thì đây là một thời điểm rất là tốt để cho quý vị chúng ta lựa chọn những combo hàng chính hãng như thế này mọi người ha. Thì mình sẽ thông quan qua cái combo này một chút để mọi người chúng ta được nắm rõ hơn. Mọi người nhìn vào đây thì mọi người thấy có gì khác biệt không? Đó là xúc không được phối ghép trong bộ này, bởi vì là nhu cầu của khách hàng không có yêu cầu quá lớn đấy. Cho nên là đối với đáp ứng tần số của cặp loa này thì đâu đó là 58Hz cho đến tới là 16kHz, cho nên là đánh nhận không gian đâu đó là tầm 20m² gì đó thì cặp loa này nó đáp ứng cũng khá là tốt rồi. Sau này khách hàng có nhu cầu muốn là áp lực hơn thì khách hàng có thể nâng cấp thêm một chiếc xúc nữa thì cái đó là ok thôi đó, thì cái đó nó sẽ tối ưu và nó thành sẽ một bộ dàn có công suất cũng khá là lớn mọi người ha. Thì mình phối ghép đó là một cặp loa Sky 512 và main công suất thì đó là main công suất mình phối ghép đó là của CA Sound KX nhá, 2600. Đối với vang số thì mình phối ghép đó là vang số KX 180A. Thì đối với dòng vang số này thì mọi người chúng ta không còn lạ gì nữa, thì nó có mặt tại thị trường Việt Nam cũng khá là lâu rồi và rất là nổi tiếng và được rất là nhiều người dùng ưu chuộng. Và kèm theo đó thì micro thì mình phối ghép đó là một cặp micro JBL VM 300. Thì đây là một thương hiệu micro cũng khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta chờ lâu nữa, một lần nữa thì mình mời mọi người chúng ta cùng theo bước mình tới nhà khách hàng. Khi mình lắp đặt lên rồi mình sẽ mời mọi người chúng ta nghe và trải nghiệm thử cái chất âm khi được lắp đặt thực tế ở tại nhà khách hàng, để xem là một combo đang có chương trình khuyến mại giá tốt như vậy thì cái chất âm nó sẽ cho ra có ok không mọi người ha. Okay, mọi người thì mình đã tới nhà khách hàng rồi mọi người ha, và loa cũng đã được khinh vào đây rồi. Chỗ này hẹp nhỏ cho nên là mình không có đưa xe vào đây được, nên là hai anh em khinh từ ngoài đó vào đây đâu đó khoảng tầm 50-60m đấy. Thì bạn Luân vừa mới khui loa đây, hàng mới nguyên siêu mọi người ha. Nhà phân phối của 3 sao có phiếu bảo hành đầy đủ đây mọi người đấy. Thôi hơi to ha, và mình sẽ vào phía trong không gian, sẽ quay tổng quan qua một chút để mọi người chúng ta cũng được biết không gian này khi được phối ghép cặp loa này thì nó sẽ như thế nào mọi người ha. Đây là cái không gian phòng khách mình sẽ lắp đặt cho mọi người ha. Lúc đầu thì mấy bạn chưa có xem qua kỹ qua không gian á, cho nên là quyết định là treo cho khách. Nhưng mà khi mà tới thực tế mọi người, vì mấy cái bàn thờ ở đây thì cũng vừa mới được gá lên, cho nên là đối với cái vị trí treo nếu mà đeo á thì không gian ở đây thì không có thể nào đeo được mọi người ha. Bởi vì là cái thứ nhất là từ vị trí TV tới vị trí sofa ngồi đâu đó khoảng tầm 2m, tầm 2m rưỡi gì đó thôi, rất là ngắn. Nếu như mình đeo loa tút ở trên trần như vậy á thì nó quá cao, góc phụ loa không bao giờ có thể là tới cái chỗ sofa này được. Cho nên bắt buộc với không gian này á thì mình phải đặt đây. Và cũng may rất là hợp lý là nhà khách lại có một cái kệ trống như thế này, vừa để đặt loa luôn đấy, đặt vừa sát luôn mọi người ha, rất là hợp lý. Và góc phụ để mà nghe thì cũng rất là tốt, cho nên là quyết định là tư vấn cho khách hàng chuyển đổi qua đó là đặt rồi hệ thống máy sẽ được đặt ở giữa bàn như thế này, hoặc đặt ở dưới kệ đây mọi người ha. Đó.
Rồi thì mình tổng quan qua không gian một chút như vậy thôi. Căn phòng này thì có vẻ như là cái âm học cũng tương đối là tốt đó mọi người. Cảm giác nghe nó không có bị ồn, bị vang nhiều đâu mọi người ha. Thì lát nữa lắp đặt lên đó, thì mình sẽ test cho mọi người chúng ta nghe và trải nghiệm thử. Đối với căn phòng này thì đâu đó cũng chỉ tầm khoảng chưa tới 20 mét vuông đâu mọi người. Thì cặp loa này thì thoải mái để mà xài rồi, không cần phải sub đâu. Tần số đáp ứng đâu đó là từ 58 Hz lên tới là 16 kHz thì thoải mái để mà sử dụng ha. Căn phòng này mà đặt sub thì không có chỗ đặt luôn, thì khá là chật rồi. Ok, thì mình sẽ phụ các bạn lắp đặt lên, rồi một lát là mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe và trải nghiệm thử cái combo này. Đây là combo khuyến mại đang có chương trình rất là tốt mọi người ha. Ok mọi người, thì mình đã vừa lắp đặt lên xong xuôi hết cả rồi. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ nhường lại quyền cho bạn Luân setup, rồi mình đi ra ngoài trông xe mọi người. Thế chứ thì hôm nay thì mình là chỉ là đi xin đi phụ thôi mọi người ha. Đây, thì đây là cặp JBL KB512 mọi người ha. Đây, tem của 3 sao chính hãng luôn mọi người ha. Đó, thì mình công suất thì mình sử dụng đó là mình công suất của xe sao KX2600 mọi người. Đây, vang số thì của JBL KX180. Micro thì xài của JBL VM300. Thì bây giờ thì mình sẽ để bạn Luân setup, rồi lát nữa sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe và trải nghiệm, và rồi chúng ta đánh giá xem là đối với combo này lắp trong căn phòng này thì âm thanh nó có ổn hay không mọi người ha. Từ vị trí loa tới vị trí người ngồi thì đâu đó tầm 2 mét đó mọi người, hoặc là mình nói hơi 2,5 mét là hơi quá, tầm 2 mét thôi mọi người ha, rất là gần luôn. Khi mình mà nếu như mà mình có đeo lên đây thì nó nằm tút ở trên này này. Khách khi ngồi dưới này thì chắc chắn là sẽ không nghe được âm thanh, không nghe góc phụ của loa sẽ không hết được. Còn nếu như mình đeo ở đây thì nó sẽ rất là vướng, vướng màn thờ, rồi là cái loa đeo lên nó to thì rất là công kênh. Cho nên bắt buộc đối với căn phòng này thì mình chỉ được phép đặt thôi. Chúng ta phải làm sao cho nó phù hợp với góc phụ âm thanh. Có những trường hợp chúng ta nên đặt và có những trường hợp chúng ta phải đeo. Đấy, tùy vào cái không gian để làm sao tối ưu nhất có thể mọi người ha. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình và khách hàng cũng đã có test một vài đoạn nhạc, thì có kết quả chúng ta nghe thì chúng ta cảm nhận như thế nào. Thì mình đã được nghe và trải nghiệm thực tế thì mình sẽ có đôi lời đánh giá tổng quan qua một chút mọi người ha. Thì đối với công suất của dòng loa JBL KI512 này, khi được lắp trong căn phòng này, công suất đâu đó là 300W một chiếc mọi người. Thì không gian này mình thấy rất là thoải mái luôn mọi người. Lúc đầu mình có nói là 20 mét vuông là mình tính vô tới tốt trong kia, nhưng mà nói để mà tính cái chỗ không gian vị trí ngồi của sofa tới loa này cái xung quanh đây á, thì đâu đó là chưa tới 15 mét vuông đâu mọi người. Thì cặp loa này đáp ứng thoải mái cho mọi người ơi, không cần phải thêm xốp thêm gì, nó phải mình có mở rất là lớn, không hề loa chưa hề có một tí là gọi là hiện tượng over quá công suất đâu mọi người ạ. Đó là cái rất là hay. Và micro khi mình hát á, thì mình để ngoài xa này bắt rất là tốt, và tiếng ca của mình rất là lớn, nó không có bị yếu, bởi vì công suất của nó đã dư, đã thoải mái để mà sử dụng rồi. Cho nên là khi mình mở với công suất như vậy trong không gian này thì mic mình có thể mở lớn, không có bị hú gì đâu mọi người ha. Lúc này mình đã có test và mình đã có cầm mở một lúc hai mic, và thậm chí mình ngồi ở đây và mình chọn mic như vậy thôi mà nó cũng không hề có bắt tiếng hú gì hết. Mình sẽ test thử cho mọi người chúng ta
thấy ha, thì hồi hồi nào mình hát thì không biết sẽ báo các quay kịp hay không. Một hay sáu bảy đấy, hay hay sáu bảy hay sáu hay sáu bảy hay sáu bảy rất là lớn mà người đi ngoài xa cũng bắt nè, mà không bị hú không gì cả. Thì hiện tại thì combo này đang được chương trình khuyến mại của nhà hàng rất là tốt cho mọi người. Ở những quý vị mà chúng ta đang có nhu cầu muốn sắm cho mình một bộ dàn cho trong cái gia đình thì đây là một cái combo rất là tốt, và đây là một cái thời điểm rất là tốt để cho mọi người chúng ta lắp được sở hữu những combo hàng chính hãng của JBL phân phối tại 3 sao như thế này thì khá vô cho mọi người ha. Thì clip mình sẽ tạm dừng ở đây, thì nếu mọi người thấy ok thì mình like, share, subscribe. Bye mọi người ha.